cầm xiên cá lên dùng sức đâm con cá. Bắt được con cá mình mong chờ đã lâu, ông già không vui vẻ như tưởng tượng. Ông ấy biết con đường trở về chỉ khó khăn hơn thôi. Cơ thể của mình cũng sắp cạn sức, chỉ đành thi thoảng cho tay bị thương xuống nước biển để khiến mình tỉnh táo. Nhưng số phận vẫn không buông tha cho ông già này. Chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Một con cá mập đói khát đang vội vàng bơi đến chỗ ông ấy. Vừa bơi đến là không khách sáo mà cắn con cá một miếng to. Ông già phẫn nộ dùng xiên cá đâm thẳng về con cá mập, sau đó vội vàng kéo chặt sợi dây muốn kéo nó lên cùng. Nhưng ông ấy quá xem thường sức mạnh của cá mập, không kiên trì được bao lâu thì sợi dây đã đứt, xiên cá mất rồi không nói. Điều khiến ông ấy tuyệt vọng hơn là cá cờ đã bị cắn một miếng, mùi máu tanh sẽ mau chóng thu hút nhiều cá mập hơn. Ông già đột nhiên không còn chú ý, ông ấy chỉ đành dùng một cây dao nhỏ buộc vào cây gậy, hy vọng có thể dùng cái này để uy hiếp cá mập. Quả nhiên không lâu sau, vô số con cá mập ngửi được mùi máu tanh mà bơi đến. Ông già cầm vũ khí đã chế tạo sẵn, đâm vào.